Thế phải biết là chuyện riêng không anh, đã không có ai mà nên đem đi nói ra hết á, nhưng mà không nói không có được, có nhiều khi nó nhột không nói thấy người luôn nó yên. Hôm qua tôi có thông báo là tôi có chút trục trặc trong sinh hoạt cá nhân là bởi vì cuối tuần tôi có hẹn, mà xưa nay tôi không bao giờ có khách. 7 tỷ người trên hành tinh đã quên mất cái sự có mặt của tôi trong cái cõi trần ai này ấy, vậy mà nó mắc cái chứng gì mà ngay chốc cái thời điểm này đó, là tôi lại có mấy cái hẹn, là tôi lại có mấy cái hẹn rồi người ta tới sớm rồi, hoặc là tôi phải có chuyện tôi phải làm đi, tôi đang ở Thụy Sĩ tranh thủ tôi làm cái tôi trở về Đức. Đó là lý do tại sao mà tôi có chút chút trục trặc nha. Rồi bây giờ cho tôi xin một bài kể tiếp theo. Cái cách spa này là cũng ông tiên tử ở trên ấy, ông tiên tử ở trên ấy. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều nha. Cái bài kệ này đó là cái vị thiên tử đã đọc trước mặt Đức Phật rồi. Với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và lấy với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thuần không nương tựa hưởng lợi quả như chân. Tôi nói cái câu này đọc thì nghe nó rất là suông, mà trời đất ơi, tôi nói nếu mà không đọc cái bản Pali mà không đọc chú giải đó, thì cái này mà kêu tôi giải thích thì tôi nghĩ rằng một người cẩn thận ấy không dám, chỉ nói phớt phớt nhẹ nhẹ thì được, nhưng mà nói rằng tôi hiểu bài kệ này đó thì ẩu. Bởi vì cái vị tầm ơn cái vị chú ý tôi cái chữ này, sao với tâm tư giải thoát thì cái chữ tâm tư giải thoát ở đây đó, rồi cái vị tỷ kheo tu thiền, thì cái chữ mà cái chữ mà giải thoát ở đây đó, trong kinh nói đó là cái tâm ấy, cái tâm nó được nhẹ nhàng, nó được nhẹ nhàng khỏi phiền não nhờ vào cái gì, nhờ vào tu tập. Cái thì cầm mắt nó cầm mắt tha nó đây có nghĩa là đề mục, cả thiền chỉ lẫn thiền quán đều có đề mục. Thí dụ như là khi hồi nãy tôi có nói rồi, khi mà mình tâm mình nó không có cái chỗ để mà nó dựa đó thì nó lăn xăng. Chim ấy, giống như con chim luôn luôn bay về, sẵn dịp nó luôn tìm dịp bay về trời, cá tìm dịp trở về nước, chồn cháo đi về hang, rắn rít tìm về đất cũng vậy. Nếu mà mình không có tu chỉ, không có tu thiền quán, tâm nó lăn xăng thì nó rất là mệt mỏi nha. Nhưng mà nhờ có cái chỗ để cột tâm, trong kinh ví dụ giống như con bò mà nó có sợi dây, nó có cái chỗ mà để người ta cột nó lại, để nó không có chạy chạy loạn nữa. Vậy đây cũng vậy, cái tâm giải thoát ở đây có nghĩa là cam mắt tha nó với mất tia dây mất tia tôi với mất tia tôi, có nghĩa là cái tâm được an lạc là nhờ tâm, tâm được giải thoát, được nhẹ nhàng, được thanh thản là nhờ nhờ vào cái sự an trú ở trong địa mục. Cái người mà không có tu á thì nghe như vậy họ ngạc nhiên, nó ủa để nó tự nhiên thì mới được giải thoát, đằng này tại sao tôi phải đi cột nó vô. Không phải, mình xài cái chữ cột á thì nghe nó nặng nề, mà phải nói là hãy cho nó yên nghỉ. Thay vì xài chữ cột thì tôi đề nghị cái chữ yên nghỉ. Rest in peace. Chữ này ở ngoài đời thì họ nói rất là nghĩa rất là xấu, rất là buồn, nhưng mà thật ra cái chữ này hiểu theo trong đạo rất là hay, rest in peace. Tại vì thật ra đó, cả đời mình chưa bao giờ mình thật sự là rest, relax còn chưa có thì làm gì có rest ha? Làm gì có. Nhưng mà cái chữ này ngoài đời dùng nghĩa rất là xấu ha, nghĩa rất là buồn, nhưng mà trong đạo mình nó là thật sự thì cái nghĩa này rất là tốt, rest in peace, hãy ngồi yên lại đi. Với tâm tư giải thoát là rest in peace, mà cái peace ở đây là gì, ở đây tức là kammatthana, tức là cái đề mục chỉ và quán. Vì sao? Là vì vị tỷ kheo tu thiền, là chữ tu thiền ở đây là cha di,
Ở đây ta không phải là người tu thiền, chứ sa di là người tu thiền hoặc là hành giả. Thì thiền ấy, gọi là chana, mà người tu thiền gọi là sa di. Nhớ nha, nhớ thì mới này, mình Phật tử mà không mấy chữ này không biết là chết. Từ cái chana này nè, từ chữ chana của Pali, rồi chữ gì nữa, cái chữ chana của Sanskrit, à, mới có chữ chan của người Tàu, và chữ Zen của người Nhật. Đấy, và Zen của người Nhật. Đấy, nhớ dùm cái đó, nhớ dùm cái đó, sẵn học luôn cho biết nha, học luôn cho biết. Chana là thiền, mà còn người tu thiền là cha di, đó là một chuyện. À, mà cái từ cái rồi cái Pali thì kêu là Chana, nhưng mà cái tiếng Sanskrit kêu là Chana, Chia là DH, DH, Y, Chana. Là từ hai chữ này nè, nó mới có cái chữ Chan của người Tàu ha, và chữ Gen của người Nhật nha. Và cái chữ này và cái chữ Chana và Cha, Cha gì có cùng một ngữ căn, một cái ngữ căn là cha thì ngữ căn là cái gốc đó. Cha là từ bơ, là thiêu đốt, là thiêu đốt nha. Cái căn là thiêu đốt, đốt cái gì, đốt cái phiền não đó. Tức là đó giờ mình thích cái này, mình ghét cái kia, nhưng mà khi mình tu thiền là mình đốt cháy, mình không có để cho nó như vậy nữa. À, mà mình giống như mình cái này tự ta nói bằng cái hình ảnh thôi, hình ảnh từ hình ảnh suy diễn, những cái người đang ngồi thiền là họ đang đốt bỏ những cái tục lụy tục niệm. Họ đang ngồi nấu, đang ngồi nhóm lửa, đang ngồi thiền, nhưng mà hình ảnh đang ngồi nhóm lửa như vậy. Cho nên nếu mà có người hỏi tôi đề nghị vẽ một cái hình ảnh một người đang ngồi thiền ấy, thì tôi không có thích là vẽ cái hình ảnh mà ngồi xếp bằng lim dim, mà tôi thích cái hình ảnh một cái vị tu sĩ mà đang ngồi nhóm lửa. Hình ảnh đó nó hay đó. Tại sao? Bởi vì thứ nhất ấy, nhìn cho mình nghĩ đến đời sống độc cư, ngọn lửa nó cho thấy sự cái đời sống mà lonely của vị đó. Thứ hai là nó tưởng cái ngọn lửa này nó tượng trưng cho cái chữ cha, nó là thiền, thì tôi thấy rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Và trong đời của tôi, nếu tôi nói cầu may thôi, một cái suy nghĩ rất là sạch sẽ, rất là chân thành, không có gì hết, không có dụng ý đặc biệt, là tôi chỉ mong là tôi có một cái, tối thiểu tôi có một người quen mà họ cho tôi một cái đặc ân, cho tôi một cái lời hứa. Nam nữ không thành vấn đề, già trẻ thành vấn đề, tôi chỉ xin họ một lời hứa là khi tôi có cái idea gì đó, họ vẽ giùm tôi thôi, họ chỉ vẽ giùm tôi bức tranh thôi, vẽ bằng cái oil painting, hoặc là vẽ bằng watercolor màu nước cũng được, hoặc là vẽ bằng bút chì cũng được. Mà đây tôi có nhiều cái idea ngộ lắm, tôi muốn làm một cái bộ tranh Phật giáo mà tôi không phải là họa sĩ. À, tôi có thể vẽ một ít, tôi từng vẽ một cái bức tranh là một nhà sư đang cầm cái cây sào hái trăng, hái cái mặt trăng ấy, mặt trăng ở trên trời đó, rồi chú tiểu đứng ở dưới đó, thích lắm, nhìn thích lắm, nhìn giống như một đứa bé mà thấy 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 người lớn đang hái hái trái vậy đó. Thì ở đây là một nhà sư đang cầm cái cây sào hái trăng, khều trăng, thì chú tiểu chú thích lắm. Nó tượng trưng cho cái gì, là cả thầy lẫn trò đều là phàm phu ham chơi, đại khái như vậy.
Rồi thì tôi có một cái bức tranh, một con khỉ, nó ở trên nhánh cây nó ve ra hồ hồ nước, thì cái bóng trăng nó mới in cái hình mặt trăng ấy, nó in xuống dưới nước, thì con khỉ nó mới thò tay xuống nước nó vớt trăng, mà nó không biết rằng là cái mỗi lần nó chạm tay xuống mặt nước thì mà cái phần trăng bị mất, mà nó lấy tay lên thì trăng mới có. Thì đó là những cái tấm ảnh mà tôi rất là thích, tôi vẽ được hai bức đó. Rồi thì có một người quen là một cái bà thụy sĩ, bà tình là cờ, bà nhìn bà thích cái hình đó, rồi tôi cho bà hai cái hình đó. Và sau khi cho là tôi bẻ bút, tôi không còn 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 vậy không, nói là học thì bây giờ già rồi, già lắm rồi, mà chỉ mong đó là có ai đó mà tôi biết nhiều lắm, ở trong 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 Phật tử nhiều người lắm, trong Phật tử nhiều người lắm, mà nếu mà đúng là dân nhà nghề đó thì họ chỉ cần họ 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 cho nó trong thời gian rất là ngắn, hoặc về bút chì đó thì không có lâu lắm, thời gian rất là ngắn, một bức tranh đẹp. Nó có cái hay như vậy nè, mình làm thay vì mình làm một tập thơ, thay vì mình làm một tập thơ thì mình làm nguyên một tập tranh, làm tập tranh, mà mỗi bức tranh như vậy mình chỉ cho nó một cái title rất là ngắn, một cái title mình làm mà thật là hay, thật là đẹp, thật là hay, thật là sâu sâu sắc. Do đó mình đang đi lạc đề, mình quay trở lại ha. Thì cái chữ mà với tâm tư giải thoát á, thì giải thoát đây có nghĩa là cái tâm không có bị chi phối bởi phiền não, mà nhờ đâu, nhờ tu thiền. Mà thiền đây gồm có hai, có gọi là Aram Manupanichana, ám chỉ thiền Samatha nha. Cái thứ hai gọi là Lakhanu, ám chỉ thiền thiền quán tứ niệm xứ. Mà tại sao có hai cái tên này? Cái Upanishad này nó có nghĩa là focus, Upanishad Nietzsche nói là mình từ điển thì định nghĩa nhiều lắm, nhưng cái chữ của tôi chỉ như là chữ focusing, nhớ nha, cái chữ này lấy từ cái chữ kia. Cái Aramana đây có nghĩa là object, Aramana là object, còn cái Lakhana này đó nó là characteristic, cái characteristic đó, tức là dạy, hướng dẫn mà như vậy nó quá sức kỹ, mà tôi thấy tôi thương cho tôi nói cái này các vị có thể cười thầm, nhưng mà tôi thương như những người nào mà họ không có học có lớp này, bây giờ học giáo lý mà học học được cả chữ như cả chữ Pali như vậy thì nó quá quá xả đã luôn nha, mà cứ ngồi mà cứ giảng chung chung nó 5 năm 10 năm nó cũng không đi đến đâu, mà nếu học kỹ như vậy thì nó ok hơn nha. Thì cái Upanishad nó đây là focusing, có nghĩa là gì? Focusing có nghĩa là cái chuyên chú, rồi chuyên chú, focusing là chuyên chú, focusing chuyên chú, tôi viết tôi không có bỏ dấu nha, tôi không bỏ dấu, focusing, focus giống như mấy người mà chụp ảnh á, cái họ họ chỉnh cái lens, họ chỉnh cho cái ống kính đó, cho nó xa gần cự ly đó, xa gần nhanh chậm, hướng vào một cái chủ đề, chủ đề ví dụ như là nguyên một đám người như vậy, họ muốn lấy cái hình cái người ở hàng thứ ba, không lấy cái người hàng thứ nhất thứ nhì, cũng không lấy ở cái hàng thứ tư thứ năm, mà họ muốn lấy người hàng thứ ba, họ chỉnh cái ống kính, chỉnh cái lens, thì cái đó được gọi là focus. Nhưng ở trong trường hợp này đó thì mình, trong trường hợp mà tu hành đó thì mình là kêu là điều chỉnh, mà nó là focus, mà mình là
gọi là mình dịch là chuyên chú. Cảm ơn. Thì cái chữ thiền, thiền cái này nó có hai, một là aramanu, tại tôi không có bỏ dấu cho nên quý vị bỏ dấu giùm được không? A chữ aram, aramanu. Nếu mà các vị có học Bali nghe đọc là biết aramanu, a là dấu dấu quyền á, rồi chữ nu là dấu quyền. Aramanu manichan á. Lakanu manichan á. Đây là hai cái chữ bắt buộc phải nhớ. Thì cái aramanu đây có nghĩa là chỉ tập trung niệm đất 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 nước 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 lửa 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 gió 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 object thôi. Nhưng mà đúng rồi, đúng rồi. Còn cái lakanu ở đây, lakana đây là lakana đây đó là characteristic là gì? Là ám chỉ cho nhân, cho khía cạnh, khía cạnh nhân quả và tam tướng của danh sắc. Cái nhân quả ở đây đó, người Mỹ nó kêu là, lấy chữ thì bắt buộc gọi là nhân quả này. À, nhân quả. À, và cái tam tướng đó là cái characteristic, có nghĩa là cái đặc điểm. Những cái đặc điểm của danh sắc là gì? Đó là cái sự sanh diệt. Cái đặc điểm của nó là sự sanh diệt, có nghĩa là nếu mà mình nhìn kỹ, mà nhìn bằng một cái tốc độ, cái khả năng mà quan sát bén nhạy, thì cái đặc điểm danh sắc là có mất, có mất, có mất, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, có rồi mất, 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 nó liên tục, nó nhanh như vậy đó. Thì đặc điểm danh sắc này, và chúng ta có học chút ít về về vật lý, chúng ta biết, có thể còn nhớ cái chữ đỉnh và đáy không? Âm thanh và ánh sáng nó đâu có phải đi theo đường thẳng, mà nó luôn luôn nó đi theo cái hình hình gần sóng. Thì cái chỗ mà cao á, gọi là đỉnh, và thấp á, gọi là đáy. Bên trong hình học á, cũng gọi là đỉnh và đáy. Thì cái danh sắc nó phải là nó đi theo cái kiểu đó, kiểu là sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Âm thanh ánh sáng nó thì đi theo những cái hình thức, cái làn sóng y chang như vậy đó, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Thì ở đây cũng vậy, nó vạn vật nó chỉ tồn tại bằng cái hình thức hình sin, nó chỉ tồn tại bằng cách là cái sau nó thay thế được cái trước. Nên nhớ cái đó, mà khoa học hôm nay họ đã đồng ý cái chuyện đó, họ nói không có cái gì mình tồn tại mà đứng yên hết, chuyện đó không có, mà mọi thứ nó phải, cái sau nó phải thay thế cái trước, nó phải thay thế. Có thậm chí có nhiều cái mình thấy nó là một, nhưng mà trong đó nó có những cái nguyên tử, phân tử, quang tử, điện tử, nó thay đổi không ngừng. Những cái proton, rồi photon, rồi cái electron, nó thay đổi không ngừng, nó liên tục và liên tục. Những điện tử, nguyên tử, những quang tử, nó thay đổi không ngừng. Ví dụ như mình thấy một cái viên kim cương, mình thấy nó là chắc, là cứng, là bền, nhưng mà thật ra nó là nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng vận động liên tục. Và mình thấy chiếc nhẫn vàng mình đeo nó cũng vậy, nó luôn luôn nó cũng ở trong tình trạng vận động liên tục. Đó là những cái mà khó ngờ nhất. Còn cái cơ thể mình thì khỏi nói rồi, nó phải có những chuyển biến nhất định như thế nào đó, để chi, để nó mới đưa mình từ 30 tuổi mới lên 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, rồi 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, rồi 51, 52, 53, 54, 57, 58, rồi mới tới 60, nó mới đi từng bước, thì chứ không lên từ 20 đùng cái thành 90 hay sao, không được, không được, nó phải chuyển biến liên tục, liên tục. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là 70% bụi, 70% bụi, bụi bặm á, 70% bụi bặm mà trong một căn phòng, trong một ngôi nhà có người ở, thì 70% là da khô, là tế bào chết của mình. Có nghĩa là mình luôn luôn ở trong một cái tình trạng là bỏ cũ thay mới, bỏ cũ thay mới mà hết ngày này qua tháng khác như vậy đó. Vạn vật nó luôn luôn nó tồn tại trong cái tình trạng là sống sau dồi sống trước, cái sau nó thay thế cho cái trước liên tục và liên tục nha. Từ chiếc nhẫn vàng, kim cương, rồi ruby,
rồi sapphire, rồi cho đến cái hoa, cái trái, củ, rễ, rồi đất đai, sông núi, cây cỏ, vân 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 vân. Mọi thứ nó đều luôn luôn trong tình trạng như vậy đó. Cái đó gọi là Lakhanu, Lakhanu Panichana. Mà tu tới niệm xứ là mình quan sát cái bản chất thật sự, cái đặc điểm, đặc tướng của danh sắc nha. Cho nên là vị tỷ kheo với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền có cái câu Pali thì mình thấy nó yên, chỉ còn đọc tiếng Việt thì nghe nó trơn nhưng mà nghe nó kỳ lắm. Đó là cái chú giải đâu, chú giải đâu, chú giải đâu. Cái Habayas đâu, Bali đâu, Bali đâu, à A căn khe chi Hatayasa Nupatin. Thì cái tên Hatayasa Nupatin ở đây là ám chỉ cho cái vị A La Hán, ám chỉ chứ ám chỉ cho cái quả vị La Hán. A căn khe là sự hướng tới, sự hướng tới, hướng đến, hoặc là cái sự không biết ở đây có ai còn nhớ, không biết trong room này có vị nào mà nhớ cái bài kinh hạnh phúc không ha, bài kinh Mangala Sutta còn nhớ không? Các vị còn nhớ không? Bahu Deva Madhusa Akankhamana, trong đó có chữ Akankhamana đó, là nghĩ tới, nghĩ tới, nghĩ tới, tưởng tới. Hay ta, dễ sợ ha. Đúng rồi, nghĩ tới, tưởng tới. Akankhamana là nghĩ tới, tưởng tới. Thì ở đây là Akankhe, nhớ nha, Akankhe. Hoặc là ở trong kinh có một câu thế này: gọi là văn văn tập tha cả tô a căn cả tí thì tăng tăng tập tha cả tô và cha na tí. Đức Thế Tôn hướng tâm nghĩ tới cái gì thì lập tức biết ngay cái đó. Văn văn tập tha cả tô a căn cả tí thì tăng tăng tập tha cả tô và cha na tí. Thế Tôn nghĩ đến cái gì? Văn văn tập tha cả tô a căn khạch tí thì tăng tăng tập tha gà tô và cha nà tí. Đức Như Lai nghĩ đến cái gì thì lập tức biết ngay cái chuyện đó, lập tức biết ngay cái chuyện đó. Có một cái ông đó là con ruột của A Xà Thế đến hỏi Đức Phật. Ông hỏi bà Thế Tôn, con nghe nói Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, như vậy thì khi có ai hỏi gì đó Thế Tôn có phải suy nghĩ không? Thì ngài mới trả lời thế này: ngài hỏi ổng thì chứ ngươi có biết rành từng cái bộ phận của chiếc xe ngựa mà ngươi vẫn đi mỗi ngày hay không? Thì ổng nói dạ biết chứ, dạ biết. Thì chiếc xe ngựa nó đơn giản thôi: thùng xe, rồi đầm, rồi cái câm, rồi cái trục, rồi cái kế, rồi cái ách. Thì ổng nói dạ biết, dạ biết. Thì Đức Phật hỏi rằng nếu mà ngươi đã biết như vậy thì có người hỏi ngươi về từng món như vậy khi trả lời ngươi có phải suy nghĩ hay không? Thì ổng nói dạ không. Thì chỉ cần con biết nó rồi thì ai hỏi con cái đó là cái gì thì con nói là đây là cái câm, là cái đùm, là cái trục, là cái thùng, là cái rộng, là cái ách, là cái kế của xe ngựa, chứ có cái gì mà con phải suy nghĩ. Thì ở đây cũng vậy, Phật nói là về đó thì khi đã trở thành vị chánh đắn giác thì cái gì ta cũng biết, và chính vì cái biết đó thì ta hỏi Như Lai không cần phải đắn đo, phải trăn trở, phải suy tư, không cần. Mà cái vấn đề ngày là khi người ta hỏi, vừa hỏi ngày, nghĩa là không phải là ngài suy nghĩ, ngài không cần phải suy nghĩ, nghĩa mà ngài chỉ cần quan sát, ngài biết là cái người này nè họ cần phải được trả lời như thế nào. Cũng giống như một cái người mà nhiều tiền như vậy đó, khi mà họ muốn mua món đồ không phải là họ phải âu lo tiền ở đâu mình có, mình còn lại bao nhiêu không phải, mà họ chỉ cần họ tính là tại sao mình phải mua ở đây, tại sao mà mình phải mua ở đây, mình đang đi Geneva, đi Zurich mình chơi mà
cái này mình về Mỹ mình order online cũng được vậy. Thì trong lúc mà đang suy tư như vậy, người ngoài không biết, tưởng là người này họ đang suy tính về tiền bạc, cái món nó đắt tiền, không phải, mà đây cái món đó nó cồng kềnh quá. Thí dụ như vậy, họ đang tính đến cái chuyện mà một là mua ở đây rồi ship về Mỹ, rồi cách thứ hai là về Mỹ mình order online. Đó, họ đang tính như vậy. Hoặc là họ nhớ hình như là ở cái tiểu bang mình, ở thành phố mình hình như nó có cái chỗ bán cái này à, hình như có, cho nên họ đang phân vân như vậy. Thì cái này không phải là họ bị khó khăn về tiền bạc, không phải, mà họ đang nghĩ một cái chuyện về mặt technique thôi, chứ không phải là về tiền bạc. Thì ở đây cũng vậy đó, thì cái chữ A căn, cái tiếng tôi đi Hy Lạp đèn sẵn tôi nhớ chữ A căn kia đó, thì tôi giải thích luôn. À, thì ở đây vị tỳ kheo đó, khi mà sống thiền định, mà thiền định là gồm cái hai duy cha ni là quy mô tích chúc tô, là cái tâm an lạc từ từ cái việc mà tu tập các đề mục chỉ quán a căn khê hát giác xa nó bắp tinh. Khi mà có cái lòng nghĩ đến, nghĩ tưởng đến cái quả vị la hán thì sao, thì lô cát xá, chỉ lô cát xá ở đây đó, ở đây là thế gian nha, ngày bên châu thì dịch là sau khi biết cuộc đời, thì chỉ lô cá ở đây nữa. Lô cá ở đây là sankhara lô cá, ám chỉ cho 12 xứ, rồi cái gì nữa, 18 giới, rồi cái gì nữa là 4 đế, rồi cái gì nữa là danh sắc, là nhân quả, là tam tướng. Đó, cái chữ sankhara ở đây nó có nghĩa là gì? Sankhara này có nghĩa là, nó kêu là condition, cái chữ sankhara loka, loka đó là world, mà cái sankhara này có nghĩa là cái thế giới mà nó luôn luôn nó bị dependent rất là nhiều thứ, nó luôn luôn nó phải bị lệ thuộc rất là nhiều thứ. Một cái thế giới mà phải bị lệ thuộc rất là nhiều thứ thì được gọi là sankhara loka. Bị lệ thuộc rất nhiều thứ. Bà biết tôi có bị còn nhớ cái chữ này không? Tôi có khi tôi nói vì nghe giống như lạc đề, nhưng mà tại tôi muốn nhấn mạnh cái nó bắt buộc tôi phải nói. Thế giới này là thế giới lệ thuộc, có nghĩa là bây giờ quý vị muốn đi rửa mặt á, cũng không phải là chuyện dễ, mà tại vì mình không có tu nha, cho nên mình không có ngờ là cái chuyện mà mình đi rửa mặt mà nó khó khăn như vậy nha. Bây giờ tự nhiên, bây giờ xin lỗi nha, bây giờ mình muốn đi rửa mặt, mình nghe con mình nó hét ở trong nhà tắm, hét ở trong buồng ngủ, không biết nó bị cái gì, thì cái chuyện đầu tiên là mình chạy, mình vẫn thanh thản bước vào nhà tắm mình rửa mặt, hay là mình thôi, là mình cũng phải bỏ, mình phải chạy ra với nó. Rồi mình nghe cái mùi lạ lạ từ nhà bếp, mình cũng phải bỏ. Rồi bây giờ mình bị cái gì đó, mình tự nhiên mình sắp bước đi, mình nghe cái máu nó lên quá, này mà cái tăng xong mình nó đang lên, mình bắt buộc là mình phải chạy đi kiếm thuốc mình uống. Rồi mình nghe tim mình nó mệt, còn sao nghe nó đau nhiều ở bụng, hình như là ruột dư cấp tính, vân vân và vân vân. Nói chung là chỉ đi rửa mặt thôi là không phải về rồi nha. Cái chuyện mà mình ngồi đây mình nghe pháp đó, không phải dễ, đừng có một cái chuyện gì gì xảy ra, chỉ cần có một chuyện nhỏ xíu xíu thôi à, đang ngồi nghe, chỉ cần nghe nghe cái phone nó báo là có ai nó gửi message là mình cũng đâu có nghe được, mình phải chạy tới mình coi, mình phải chạy lại mình lấy cái phone lên coi ai gửi mình cái gì, nhắn mình cái gì nha. Cho nên cái toàn bộ thế giới này nó phải lệ thuộc rất là nhiều cái điều kiện, rất rất là nhiều cái nhân duyên, cho nên gọi là sankhara lô cá là chỗ đó đó. Mình thấy một cái lá nhỏ xíu mà nó xanh được đó là vì sao, là vì cái điều kiện nhiệt độ ok, chiếc lá mà nó còn dính được trên cành cũng là nhờ vô số điều kiện, vô số đây là countless nhé, là vô số chứ không phải là nhiều đâu, không phải là nhiều, không phải là many, mà nó là countless, nhiều, là nó vô số điều kiện nha.
chứ mình tưởng mình cứ mình không chịu suy tư, mình cứ nghĩ ô dễ mà, thì cứ tưới là sống sẽ bét, đâu phải tưới là sống. Tôi cũng là người trồng cây, tôi cũng là người mà chơi kỹ, đâu phải, tôi không biết, đâu phải lúc nào mình tưới nó cũng sống đâu, nó chết không biết bao nhiêu. Lúc tôi còn ở bên Florida đó, cái tiền mà cho bông hồng biết bao nhiêu, tại tôi thấy mình cứ đi mua bông hồng về cúng thì tiền đâu giữ nổi. Thế là tôi mua những cái chậu về tôi trồng ở trong nhà đó, mà trồng ở tầng sau nhà đó, mà cứ lâu lâu mà đi xa ở nhà không ai tưới là nó chết. Và khi mình ở nhà mà mình quên nó cũng chết, bỏ phân nhiều nó cũng chết, không tưới nước nó cũng chết, đủ cách chết hết. Cho nên nhớ cái đó. Với cái lòng ước vọng ở đây là gì thì trong kinh bên đây mới nói là a căng khê, a căng khê, a căng khê, hà đa dắt xa nó có tiền, là hướng đến quả vị la hán. Thì sao? Thì vị đó phải có một cái nhìn sau khi biết cuộc đời hưng thịnh là thế tàn, ngài đến châu giúp này nghịch quá thơ mộng. Trong khi đó trong bản Pali người ta là gì, trong bản Pali là ú đà dắt bà dắt, ú đà dắt bà dắt là sinh diệt. Đã không, sau khi thấy được cái bản chất sinh diệt của đời sống, ú đà dắt là arising, ú đà dắt là arising. Còn cái chữ quá giá, cái chữ quá giá, chữ quá giá đây nó có nghĩa là cái sự biến mất, cái sự biến mất, sự biến mất. Nhưng mà mình thấy tại sao quá giá, khi mà ghép hai chữ, mình combine hai chữ này lại thì theo cái luật của Bali á, chỗ này cái chữ quá biến thành là bát, đó là cái luật nha. Sau khi thấy được cái bản chất sanh diệt của cái thế giới này, thì vị đó tu thiền á, cái câu này mình dịch đoạn lại là với cái tâm tư giải thoát, không, cái câu phải dịch ngược lại là với cái lòng ước vọng quả vị la hán, thì vị tỷ kheo mới tu tập thiền chỉ và thiền quán. Sau khi hiểu được cái bản chất của đời sống, cái tôi dịch lại cái câu này, vị tỷ kheo hành giả, vì cái này là tôi dịch một cái dịch đề nghị thôi nha, cái này một cái dịch đề nghị thôi, vị tỷ kheo hành giả, vị tỷ kheo hành giả cầu giải thoát. Hiểu lẽ sinh diệt của cuộc đời, thì sẽ sống tự tại không lệ thuộc gì nữa. Mình kể dịch vậy đó, không lệ thuộc gì nữa, suốt chia ta sô. Anicca ở đây đó là không lệ thuộc ha, Anicca. Là không bị lệ thuộc tham ái và tà kiến. Chữ trong đây giải thích vậy đó. Còn cái tát đà ni sa
sang sát là đạt được quả báo hoặc là thành quả phạm hạnh. Cái lòng lành ấy, số trên đó là lòng lành tự tại. Cái câu cuối cùng có nghĩa là lòng lành tự tại đạt được thành quả đó. Câu nếu mà cứ ôm sát thần kinh thì nghe bài này rất là khô, nhưng mà cái nếu mà mình diễn dịch bằng cái ngôn ngữ của mình bây giờ là như thế này: nhờ thấy được cái bản chất thật của đời sống, vị tỷ kheo hướng tâm đến cái quả vị giải thoát bằng cách là tu tập thiền chỉ và thiền quán, nhờ vậy mà được tự tại và có được cái thành quả phẩm hạnh. Để nói cho cùng, Đức Phật không biết đã bao nhiêu lần Ngài xác định rằng ta chỉ nói có hai điều thôi. Trong bao nhiêu năm hoằng pháp, ta chỉ nói có hai chuyện, đó là cái khổ và con đường diệt khổ. Ngày xưa tôi đọc cái đó tôi khó chịu lắm. Tôi nói Phật pháp mênh mông, Ngài kể về cõi trời, Ngài kể về những tiền kiếp, Ngài làm vua, biết bao nhiêu chuyện hay, chuyện vui trong nó rốt ráo nhất của Đức Phật thì toàn bộ thế giới này nó chỉ là khổ thôi, và toàn bộ cái pháp môn tu hành giới định tuệ chỉ là con đường thoát khổ thôi, chứ không có cái gì khác. Giống như biển chỉ có một vị mặn, thì toàn bộ cái pháp môn mà Đức Phật Ngài đề nghị cho mình là chỉ một cái hương vị là giải thoát. Và ngoài cái đó ra thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm trong một cái chữ khổ thôi. Là vì sao? Là vì trong rung còn nhớ ba cái khổ hay không? Trong rung còn nhớ không? Tôi cứ ôn đi ôn lại bà con nói rằng tôi nói dai, nói dài, nói dốc cũng chịu nữa. Ôn. Rồi, thứ nhất là khổ. Khổ có nghĩa là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu về thân và tâm. Làm ơn đánh nó giùm đi. Khổ khổ là sự có mặt của những gì mà làm cho ta khó chịu về thân về tâm. Thứ hai đó là hoại khổ, là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Nữa, ghi một cái định nghĩa đi. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm ta khó chịu, đó gọi là khổ khổ. À, mà thế gian hồi đó giờ là người ta nói đời là biển khổ, người ta chỉ biết có cái khổ đầu tiên này thôi. Thí dụ như là muốn mà không được, thương phải xa, ghét phải gần, rồi sanh ly tử biệt, rồi bệnh hoạn chết chóc, thương tích, thất tình, mất tiền, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ nằm trong cái khổ khổ thôi, là sự có mặt của những gì làm thân tâm nó khó chịu. Rồi cái thứ hai, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Đấy, thí dụ như là mình gặp mình vui quá, mừng quá, rồi bây giờ phải chia tay. Đó, cái món đồ đó mình thích quá, bây giờ nó bị bể rồi, nó bị mất rồi. À, rồi gì nữa? Rồi nói nôm na cái chi pháp của nó là gì? Là cái hỷ lạc á, cái vui, cái thích nó vì lý do là nó biến mất. Tôi nói ví dụ như là trời nóng, đó là khổ khổ. Rồi chạy quá đùng một cái nó cúp điện, hoặc hoặc má nó bị cháy đi, nó không có quất nữa, thì nó đang mát thì đó là hỷ lạc, đúng. Nhưng mà cái hỷ lạc đó nó bị biến mất đột ngột, thì cái biến mất đó nó được gọi là hoại khổ, tức là sự biến mất của hạnh phúc. Như vậy thì khổ khổ là sự có mặt của đau khổ,
Còn ở ngoại khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Và cái thứ ba, hành khổ là gì? Hành khổ tức là tất cả mọi sự có mặt tất cả mọi sự có mặt và vắng mặt, có nghĩa là cái ông thứ ba này đó là ông bao gồm luôn cả hai cái ông trước. Cái ông thứ ba này ông nói không, ông nói hai ông nào cũng khổ hết. Cái ông khổ khổ thì ông nói rằng tôi mới khổ nè, bởi vì tôi chính là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu. Cái ông ngoại khổ nói không, tôi mới khổ nè, người ta đang hưởng tự nhiên mất tiêu. Để cái ông hành khổ nói không, tôi mới thật sự là khổ, bởi vì tôi bao gồm cả hai ông, including cả hai ông luôn nha. Có nghĩa là hễ có mặt trên đời này thì dĩ nhiên nó phải muốn gì nó cũng phải mất, thì cái đó được gọi là cái hành khổ là chỗ đó đó. Thì cái việc thì Đức Phật ngài giải rằng ta chỉ nói có hai chuyện thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ, là vậy đó. Có nghĩa là bát chánh đạo là con đường diệt khổ, còn bất cứ cái gì ngoài ra mà trên cái cuộc đời này nó là khổ hết. Dầu cho cái chuyện mình làm giáo hoàng, làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, rồi làm tổng thống Mỹ, rồi chủ tịch World Bank, rồi chủ tịch cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, rồi chúng ta lại bộ những cái, hoặc là chúng ta có là một kỹ nữ ăn cướp du đảng, thì chùa linh mục homeless, thương gia, trí thức, giáo sư, tiến sĩ, luật sư, bất cứ cái gì thì cũng chỉ có mặt trên đời này là dứt khoát khổ. Bởi vì tất cả nếu nó không có phải, nhớ nè, cái gì nó không phải là khổ khổ thì dứt khoát nó phải là hoại khổ, mà cái gì mà nó không phải là hoại khổ thì dứt khoát nó phải là hành khổ. Nó phải có chỗ, nó phải có chỗ, nó phải có địa chỉ để nó nằm vô thôi, bất cứ cái gì ở đời này. Ok, xin hẹn bà con sáng mai. Dạ, xin kính chào chị Tôn Đức. Quá mệt. Sáng mai cũng vào giờ 5 giờ sáng.